Ok, hello chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Diệp Ngô Vlog. Chắc này 2 giờ mấy rồi nha các bạn. 2 giờ, 2 giờ rưỡi rồi. Mình mới vừa ra chỗ câu nè các bạn. Tình hình giờ trời đang mưa quá, nay đi câu không có ngày các bạn. Nay đi câu không có ngày, trúng trời mưa mới ra trời mưa luôn. Đó, mới ra 2 cần tây ngồi trời các bạn. Câu ở chỗ lỗ này nha các bạn. Đó. Bây giờ mình chờ đợi hết mưa câu tiếp nha các bạn. Mưa quá mưa. Một con các bạn. Lên ké các bạn. Không có chạch nha các bạn. Đó. Lầm lầm lầm. Có ké. Để cần câu lại nha các bạn. Giấc này gần 4 giờ các bạn à. Chắc mình câu được 1 tiếng rồi. 5 giờ mình về các bạn. Tại hôm nay mình không cần thêm đường pin các bạn. Đó, trời nãy giờ bắt đầu mới tạnh mưa nha các bạn. Nãy ngồi bên lỗ bên kia mà câu ké nó mà các bạn. Mình mới chuyển qua đây các bạn. Bữa giờ đi câu mà chiều nó mưa quá. Mình quay video quay không được các bạn à. Các bạn thông cảm nha. Lâu lâu mới đăng được cái clip, mới quay được cái clip mới đăng lên tụt view hết các bạn à. Lâu lâu mới đăng được cái video tụt view hết à. Bữa giờ đi câu không có ké lại chậm mưa các bạn. Các chiều mưa mà đi câu đi không được các bạn. Nên bữa giờ không có clip đăng lên nó tụt view hết à. Cái này mình câu điểm câu mình nha các bạn. Đó, mình đang dơm xe các bạn. Cái ăn các bạn. Cái ăn còn giữ không, mới thể xuống. Cầm tay giật luôn nha các bạn. Mở nhấp à. Mưa lại các bạn. Đó, cái ăn các bạn. Ra ba con các bạn. Đây còn các bạn. Xét bờ còn các bạn. Như vậy còn chứng giữ kìa. Rồi giống còn ba con tay nha các bạn. Đó, lúc. Câu sảy hơn. Ủa. Dính luôn không? Dính nọc tre luôn các bạn. Dính nọc tre luôn à. À, để mình gỡ đây nha các bạn. Nãy câu giờ cũng được 3-4 con rồi các bạn. Mà trời mưa quay không được các bạn. Ok anh các bạn. Cậu sấy không? Ok anh các bạn. Đi đi các bạn. Đó. Cái này nhấp nhấp không ta? Ở bên này nữa các bạn. Đó. Cái nhỏ các bạn, cái nhỏ phé mồi rồi. Hết mưa cái nhỏ phé mồi liền các bạn. Đó, bên này các bạn. Hai con ăn luôn. Trời gì không dính trời. Ui. Ui sắp xếp các bạn, sắp xếp các bạn. Dữ. Gớm dữ trời. Mùa này đi câu nãy giờ mình cũng không dám quay lên nhiều các bạn à. Nãy giờ sấm sét nó đánh rầm luôn các bạn. Mưa mùa này hay có sấm sét lắm các bạn à. Quá ghê. Bên kia nghe nè. Mày trời ơi sảy không? Ui. Bên kia các bạn, bên kia. Lúc cần luôn. Trời ơi, cái chạch nhỏ. Cái chạch nhỏ các bạn. Cái chạch mới đĩa luôn các bạn. À các bạn, cái chạch mới đĩa luôn nè, thật thì luôn. Nhà xí à.
Ê, cầm 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 đi, cầm kia, cầm kia, cầm kia. Đó, 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 đó. Lúc coi, lúc phèo coi. Ó, tụ. Lại cái cốc luôn các bạn, tưởng nó gãy còn rồi, tưởng nó cái bự với ai gì cũng dính gì đó các bạn. Nè các bạn, cái chặt đó nha các bạn. Lầm. Đi bài. Cái ăn liên tục luôn các bạn. Cái cần câu lại nha các bạn. Cái ăn lì giật trong vòng tiếng kiếm 1 ký 2 ký gì coi. Nãy giờ mưa quá không có thời gian câu các bạn. Giờ này mưa đang mưa lại tiếp nữa. Đúng rồi chưa. Nó không bữa giờ không mưa thôi, mưa liên tục là 7-8 ngày, 6-7 ngày luôn các bạn. Nắng hạn quá trời luôn, mưa liên tục mấy ngày luôn. Vậy cũng đỡ các bạn. Ok, ăn tiếp các bạn ơi. Đó. Đớp thì con, 2 con luôn. Đớp liên tục 2 con luôn các bạn. Ủa, ăn không lúc mà ăn nhấp nhấp không trời. Ăn lẹ bé. Cái gì vậy? Ăn lúc cần rồi cho dễ cho coi. Hết mồi dữ đó các bạn à. Ừ, có ké. Chín ké các bạn, chặt nó nha các bạn. Ừ, cái chặt. Rớt. Tiếp các bạn, còn nhỏ các bạn. Đó, bự các bạn, chặt bự. Quay dữ. Con nữa nha các bạn. Đó, y bài. Úi giời, bên đây cái bự các bạn. Trời sảy ư. U. Sảy rồi các bạn ơi. U cái gì các bạn, bự các bạn ơi. Ôi sảy rồi các bạn. Wow. Khủng quá. Mình đang giờ con kia con cần đây ăn luôn các bạn. Mình máu đây cần câu lại nha các bạn. Ồ, nãy cái ké ăn mà sảy con ké tiếc thiệt chứ các. Ké nó cũng bự các bạn à, nó cũng 5 ngón tay các bạn. Cái phi cái gì á. Để cần câu lại nha các bạn. Ui, cái ăn tiếp các bạn. Ôi, hãy xuống cái ăn tiếp các bạn. Đó các bạn. Đó, nó lôi các bạn. Đó. Dính chưa không biết. Dính rồi các bạn. Ui, cái chặt nhỏ các bạn. Chặt nhỏ xíu các bạn à. Ôi, cái chạch mới mưa xong cái chạch nhỏ ăn mạnh ghê các bạn. Thể đó nha các bạn, nhỏ quá, không lấy. Hồi giờ đây còn câu lại nha các bạn, đây còn nhỏ đây câu nha các bạn. Thè xuống cái ăn các bạn, phải không? Đó các bạn. Đúng rồi, thè xuống cái ăn các bạn à. Đọt phèo luôn. Dính trầu ơi. Ui. Thè xuống sảy các bạn. Để cần câu lại nha các bạn. Hết mưa cái ăn mạnh rồi các bạn ơi. Ui da. Hết mưa cái ăn mạnh rồi các bạn. Nãy giờ không kịp móc mồ luôn á.
ăn lưới các bạn ơi. Chạch nhỏ nữa. Hết mưa chạch nhỏ đi ăn các bạn. Để tí cần lưới nha các bạn. Mưa lại rồi, mưa lại các bạn. Cầu ở kia bạn, cầu ở kia lúc rồi. Cậu ơi, cái gì ăn gì? Trời hết mồi luôn các bạn. Sảy. Không dính các bạn, ăn hết mồi luôn mà giờ không dính. Để cần câu lại nha các bạn. Đó, đó. Đó, 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 đó. Ừ, cái... Mày dính các bạn. Các bạn, mày dính nha các bạn. Chiều giờ mưa nước chắc này đang lớn nha các bạn. Đó, kia ăn các bạn. Còn qua kia các bạn. Ăn lẹ ta, nhấp 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 không gì ta. Hello chào các bạn nha, giấc này ướt như chuột lột các bạn. Hồi trưa thì dầm nắng rồi, giấc này dầm mưa các bạn. Trưa dầm nắng rồi, xế chiều dầm mưa. Giấc này cũng đầu cũng đơ muốn bệnh luôn các bạn à. Nãy giờ mặc áo mưa các bạn, mới cởi đó thôi à. Kế nãy giờ sau mưa nó ăn mạnh các bạn, mà giấc này gần 5 giờ các bạn. Này giấc mình về sớm các bạn. Tại chiều mình đi mình tưởng không có ấy, không có mưa câu được nhiều các bạn. Không mưa câu được nhiều thời gian, có nhiều thời gian câu mà mưa nhiều quá câu không được nhiều các bạn. Mà giấc này 5 giờ mình không cầm theo đèn pin nữa, sợ tối về tối không thấy đường các bạn. Từ đây về nhà mình có tiếng rưỡi đồng hồ luôn các bạn. Từ đây về nhà mình có tiếng rưỡi đồng hồ luôn các bạn. Không phải gần các bạn, xe lắm. Rồi gần 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 đi câu bà đây ngon. Đây là con sa điểm câu, đây là điểm câu ở hồi trước trong video trước nha các bạn. Qua Ninh Hòa các bạn, Ninh Trung các bạn. Qua Ninh Trung nha. Ở trong video trước các bạn. Hồi trước bữa trước mình câu đứng bờ đây câu về nè các bạn. Đó giờ mình chờ đợi cái ăn các bạn xem nha. Giấc này 5 giờ kiếm mưa các bạn. Chắc câu có 10 phút nữa giờ các bạn. Giờ tối lát nữa mưa tối không thấy đường nữa các bạn. Đường xe nó. Xe mình không có đèn các bạn, phải xe có đèn không lấy giờ tối tối xíu không được. Xe mình không có đèn. Không, mình ráng chờ đợi xíu nha các bạn. Còn kêu ra các bạn, còn quạt bị các bạn. Đó. Lôi con, lôi. Lôi, lôi. Tôi phơi trụ, tôi phơi bự các bạn. Tôi phơi bự các bạn. Ừ, lên luôn. Tôi phơi các bạn. Đó. Ủa, bữa giờ câu xuống này giờ mới dính có cái đồ phi các bạn. Dính cái đồ phi đầu tiên luôn các bạn. Đó các bạn. Nãy giờ mình dơm các bạn. Đó các bạn. Đó. Bốn tay các bạn. Y bài lâm lâm. Bữa giờ câu xuống này dính cái đồ phi đầu tiên luôn các bạn. Mình tưởng đâu cái xuống này trồng cái chặt hay cái thác lét rồi không chứ. Như là cái bóng chứ. À về bữa giờ dính cái đồ phi đầu tiên luôn các bạn. Thời gian rộng đó nha các bạn. Thời gian này mình dọn đồ gì nha các bạn. Nãy giờ mưa nước đục ở trên đồng ở xuống các bạn. Nước ở trên nguồn nó chảy xuống rồi đục cái lại bột nữa các bạn. Nước chất này đang lớn nha các bạn. Đó. Thời gian dọn đồ gì nha các bạn. Nãy giờ này cũng 5 giờ mấy các bạn. Nãy giờ sớm nó cả trễ tới không thấy đường các bạn. Nãy giờ lần quần cũng giờ giấc này cũng 5:20 nha các bạn. Mình gom xong đồ nè các bạn. Đó ké nè các bạn. Để quay cho bạn xem ké nha. Không được nhiều các bạn. Chiều giờ mưa quá con được nhiều chắc có nửa ký các bạn. Có nửa ký. Đó ké nè các bạn. Đó. Để lát nữa gì mình đổ rè hoài thâu cho các bạn xem cho rõ nha các bạn. Đây đổ đây cái chạch nó chui đi bắt không kịp các bạn, nó trơn lắm các bạn. Thôi giờ này mình về nha các bạn. Cái này mình mới về tới nhà luôn nha các bạn. Trời mưa lạnh quá, lạnh luôn các bạn. Đồ ướt lạnh quá.
để mình quay cho bạn xem hình quế chiều giờ mình câu nha. Ít rồi các bạn. Đó các bạn, kế nè. Chất phi nè. Bê dinh. 1, 2, B. 1, B. 4. 5, 6, 7. 7 cái chạch nha các bạn. Hai cái bê dinh nè. Cái chạch cũng nhiều mà mình thấy hết bê 4 con cái nhỏ nhỏ nha các bạn. Còn cái trồng cầm trồng của này đêm về các bạn. Đó. Đó cũng được nhiều quá chặt đó các bạn. Thôi video của mình cũng dài, xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha.